đứng sau lưng một cô nàng. Trời ơi khoái, sao tôi phải làm sao khi lên xe còn mùi thơm, đành té vô nàng. Trời ơi. Cái anh này chỉ lắm lắm nha, anh đi lên xe bài đặt té té vào em. Thân em là con gái em sẽ bắt lên. Rồi, hay rồi. Anh chỉ đưa tay nhưng mà quan đẹp tay dễ thương, yêu em bằng tay suốt đời. Đấy, thưa cả nhà, đây là bếp ăn của trung tâm bảo trợ bệnh nhân tâm thần. Thưa cả nhà, thưa quý vị, hôm nay thì cô Tám ở nhóm Tự Phát mà Xuân Dũng đang đồng hành hỗ trợ, mình thường quân của kênh Tin Nóng Tự Dân đang đồng hành hỗ trợ cùng với cô Tám ở bệnh viện tâm thần Bến Tre. Thì hôm nay cô Tám đến trung tâm bảo trợ và muốn Xuân Dũng đi cùng để xem thử là đến đây có hỗ trợ giúp đỡ gì cho ở đây không, vì ở đây cũng đang thiếu thốn như ở bệnh viện tâm thần Bến Tre quý vị. Và đây mọi người đang thấy hôm nay thì các bệnh nhân ở đây sẽ được cô Tám nhóm Tự Phát nấu cho bữa nuôi nuôi. Và đây là bữa trưa chính của các bệnh nhân tâm thần ở đây quý vị ha. Bữa nuôi hôm nay ở đây à. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn đó ha cả nhà. Đó. Đây dùng được biết ở đây cũng số lượng bệnh nhân nó cũng gần bằng với bên chỗ bệnh nhân của bệnh viện tâm thần. Thưa cả nhà, quý vị, ở đây có một cái bếp ăn khác với ở chỗ bệnh viện tâm thần Bến Tre mà Dũng đang hỗ trợ. Thì bệnh viện tâm thần Bến Tre thì mình đưa vào tầng các cái phòng cho người ta, riêng với trung tâm bảo trợ thì Dũng đến đây Dũng thấy là một cái nhà ăn rất là thoáng mát sạch sẽ ở đây, và hình như là chuẩn bị gần đến giờ ăn rồi, cho nên là một số bệnh nhân đang tập trung ở đây để chuẩn bị giờ ăn trưa quý vị ạ. Để trước khi mà giờ ăn trưa được bắt đầu thì mọi người cũng còn được thưởng thức ngồi đây để nghe hát nữa, nhưng mà vì lý do là Dũng cần phải quay phim cho nên là xin được tạm tắt cái chương trình âm nhạc một chút xíu. Chứ nãy giờ là mọi người đây đang ngồi nghe nhạc đúng không? Đâu rồi. Dạ. Bây giờ tắt luôn cũng được, cũng có tắt sao cũng được ha. Không là 5 phút bây thôi. Bây giờ ăn phút. Cơm. Dạ. Lát ăn cơm mà vô phòng nghỉ. Dạ rồi. Rồi 1 giờ đi ra. À ok dễ ha. Dạ. Dạ. Ngồi về khỏe đi chú. Dạ. Rồi về khỏe. Dạ. Đó, đó là thì bây giờ Dũng sẽ đến đây và muốn hỏi xem là ở đây những cái người mà vào đây là những cái người như thế nào và họ cần sự giúp đỡ gì quý vị ha. Đó, rồi. Con ở 13 năm.
Thưa nhà, thưa quý vị, vậy thì hôm nay Xuân Dũng được cô Tám mời đến trung tâm bảo trợ người tâm thần, bệnh nhân tâm thần tại Bến Tre để tìm hiểu cái mô hình ở đây, xem thử là bệnh nhân ở đây họ còn thiếu thốn những cái gì, họ cần giúp đỡ những cái gì nữa không. Như lần trước Dũng đã từng đến với bệnh viện tâm thần Bến Tre thì cũng đã hỗ trợ rồi. Hàng tuần Dũng đang trích trong cái quỹ ra, mỗi tuần vậy là 2 triệu để hỗ trợ với cô Tám nấu cơm cho những cái bệnh nhân tâm thần tại bệnh viện tâm thần Bến Tre. Tuy nhiên thì ở Bến Tre vẫn còn có một cái trung tâm, và trung tâm này hoạt động như thế nào, những cái đối tượng vào đây là những đối tượng nào và họ có gặp khó khăn gì không, thì sau đây xin mời mọi người cùng đến với chia sẻ của anh Khanh. Anh Khanh, phó trưởng khoa dinh dưỡng ha anh. Dạ. Dạ. Chào anh Khanh. Dạ. 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 Em là Dũng, đến từ cái kênh chuyên về thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, người già neo đơn. Dạ. Và đặc biệt thì Xuân Dũng cũng rất là đồng hành cùng, rất muốn đồng hành cùng với những cái mô hình là bếp ăn từ thiện của các bệnh viện tâm thần. Dũng đang hỗ trợ về bệnh viện tâm thần Bến Tre và đang được biết ở ngay trung tâm, ngay Bến Tre đây có trung tâm bảo trợ xã hội. Hôm nay Dũng vào đây và cũng cảm thấy rất là những cái hoàn cảnh rất là đáng thương và tội nghiệp ở đây. Với sự giới thiệu của cô Tám, thì anh có thể chia sẻ cho Dũng được biết rằng là ở trung tâm đây thì có tổng cộng bao nhiêu người mình đang cưu mang và đang bảo trợ ở đây ạ? Ở trung tâm bảo trợ người tâm thần Bến Tre thì hiện tại đang nuôi dưỡng là 195 người bệnh. Thì trong đó là nữ là khoảng 60, nam là khoảng 135. Thì đối tượng mà được bảo trợ ở đây thì đa số là người tâm thần, chị tâm thần phân liệt, động kinh hay là các dạng như trầm cảm, nói chung là cũng nhiều loại bệnh về mắc bệnh về tâm thần. Nhưng mà được bảo trợ, nhà nước bảo trợ vô thì theo cái dạng như là cái hộ gia đình chính sách nè, hoặc là không có người chăm sóc, ở gia đình nghèo, với cái dạng mà khuyết tật nặng, nên được đặc biệt nặng, đặc biệt nặng được vào trung tâm bảo trợ. Về cái mức mà để mà nuôi dưỡng nhà nước cấp á, thì chia là hai mức, cái nhóm là trên 60 tuổi với nhóm dưới 60 tuổi. Và cái mức 60 tuổi, dưới 60 tuổi thì có 810.000 đồng một tháng thôi, thì nên là chia ra một ngày khoảng chừng 20 mấy ngàn. Nhưng mà trong cái đó là phải ăn sáng trưa chiều, thì tiền xà bông chất đốt đủ thứ các loại, nên ở trung tâm rất là khó khăn về cái phần mà dinh dưỡng ăn uống cho người bệnh. Cái chế độ rất là thấp, nên cũng mong là nhờ các cô chú mạnh thường quân anh chị giúp đỡ cái phần mà về dinh dưỡng cho người bệnh để tăng cường cái bữa ăn á, để cho người bệnh có cái thể chất khỏe, người ta thì cái tinh thần người ta ổn định hơn. Cảm ơn anh Khanh. Vậy thì lần trước Dũng đến ở bệnh viện tâm thần thì được biết là suất ăn của họ ở đó mỗi ngày được 45.000 một người. Tức là mỗi tháng của họ cũng gần 1,5 triệu, là gần gấp đôi ở đây. Ở đây chỉ có 810.000 thôi. Vậy thì thực sự thưa quý vị, những cái bệnh nhân mà sáng nay quý vị đang xem và lúc nãy quý vị đang xem trong những cái clip mà Dũng đưa lên, bữa ăn của họ có lẽ rằng là rất là thiếu chất dinh dưỡng so với ở bệnh viện tâm thần, tại vì cái mức của họ ở đây nó thấp hơn so với bên kia. Anh có thể chia sẻ vì sao mà có thể cho Xuân Dũng được biết là vì sao mà ở đây là thấp hơn so với bệnh viện tâm thần không? Thì anh có biết không? Cũng theo là cái chế độ quy định thôi. Thì bên ở bệnh viện thì khi mà bệnh nhân vào thì được theo hưởng theo cái quyết định gì của quỹ ban á, mà hưởng là cái mức tiền ăn cao như vậy. Còn bên đây thì hưởng theo cái dạng bảo trợ xã hội. Nên là cái chế độ quy định của nhà nước thì phải chấp nhận theo vậy. Bình thường thì ít thì tụi em cũng trang trải theo ít. Thì ăn cũng có ghém trong cái phần ăn đó. Nói chung thì cũng nhờ mấy cô chú mạnh thường quân ủng hộ thêm, nên cũng cái bữa ăn cũng đỡ phần nào. Dù cũng nhiều là những người mà vào ở đây với bên viện tâm thần á, thì nó có bị gọi là nó bị giẫm đạp lên nhau không? Vì ví dụ như là vì sao mà họ lại vô bệnh viện tâm thần mà không được vào đây, hoặc vào đây không được vào tâm, anh có thể chia sẻ dùng hiểu rõ hơn được không? Ở bệnh viện tâm thần thì cũng có gia đình, nói chung là quan tâm, người ta đưa vô điều trị. Có gia đình, còn ở đây thì đa số thì cũng không có gia đình. Rồi Dũng hiểu rồi. Tức là bệnh viện tâm thần là có những người mà đôi khi á, họ có điều kiện, họ có thấy bị vậy thôi là họ đưa vào để giống như họ muốn con mình nó được khỏe hơn. Còn ở đây là chỉ hỗ trợ cho những người mà vua thuộc dạng chính sách, những người hộ nghèo, không có nơi nương tựa rồi vậy á, là mình đưa vào đây. Với ở đây bệnh cũng lâu rồi, còn nhiều khi ở bệnh viện thì có thể là mới phát, người ta đưa vô để điều trị, thì
gia đình gửi vô bệnh viện, còn ở bên trung tâm là bệnh mãn tính lâu. Oh. Nói chung là ở nhà là cái thời gian người ta bệnh cũng rất là lâu rồi. Dạ. Yeah. Nên dạ không được điều trị, không có được quan tâm tốt. Dạ. Yeah. Thì nên đưa vô đây là rất là tệ. Oh, người ta cũng sa sút hết rồi. Dạ yeah, dạ. Yeah. Cái phần tâm thần của người ta rất là sa sút. Dạ dạ. À hình như lúc nãy Dũng có hỏi một số người mà Dũng không biết là nó có đúng hay không, là có những người vào đây cũng tầm 10 mấy 20 năm rồi. Dạ đúng rồi. Đúng như có vậy luôn hả? Đúng rồi. Có người vào khoảng 15 năm có. Wow. Nên rất thời gian ở rất là lâu, giống như gia đình giờ đâu còn ai. Dạ. Lúc trước thì còn ba mẹ hay là anh chị em. Dạ. Bây giờ ba mẹ cũng mất hết nên dạ. Giờ là chủ yếu người ta sống ở đây á, nhiều khi mất thì trung tâm lo mang đến luôn, không có người nhà luôn. Dạ dạ dạ. Thì rồi bây giờ Dũng đã hiểu được cái mô hình về cái tiếp nhận những cái bệnh nhân ở đây là như thế nào. Rất là cảm ơn anh đã cho Dũng hiểu rõ hơn về cái hoàn cảnh của các bệnh nhân đang điều trị ở đây và đang được trung tâm đang bảo trợ và cứu mang. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, nói chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ. Đi sau lưng một cô nàng. Trời ơi khoái, tôi phải làm sao khi lên xe còn mùi thơm. Đành té vô nàng ơi. Cái anh này chỉ lắm lắm nha, anh đi lên xe bài đặt té té vào em. Thấy em là con gái em sẽ bắt lên. Rồi hay quá, hay quá. Rồi rồi đó, Lâm. Lâm dạ, 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 dạ. Anh ở đâu? Ở phường 1 á. Phường 1 hả? À, sao anh vô đây? Bệnh hả? Có tại ngoài nó mất rồi. Hả? Nó mất. Mất hả? Con mất. Nơi trong đêm, nương ở kia chân kia lẽ nói, vẫn chẳng hiểu ố cho trường vẫn chờ, xa em anh vẫn chờ. Ừ. Trời ơi, hay lên. Cần bài nữa, mai mình đi đây, tới đây đi, rồi, mình đi, rồi đây. Chiều tình năm xưa anh với em yêu nhau im đềm như ánh trăng vàng, những chiều tan trường hẹn hò nơi công viên, thề yêu nhau đến trọn đời, rồi cùng nhau xây đắm mong mối nhà đơn sơ, mình cùng nhau xây đắm theo tháng ngày nên thơ, có nhau trong đời, anh làm lo tương lai em dạy con nên người, mong ước đó chưa bao giờ anh quên, tình yêu em vẫn dạt dào trong lòng. Đêm ngày gian nào mình anh đốt thời gian cho tròn mơ ước nào hay đâu em say đời xa qua rồi quên anh với lời thề đa vàng. Căn nhà xinh xinh mình mơ ước có rồi, sợ em ở đâu cuộc đời cao sang đưa mướn em sang ngang quên lời hẹn ước năm nào. Nơi này khô nghèo một mình anh đơn côi chờ em thương nhớ không nguôi, rồi từng đêm trăng sáng soi mái nhà cô liêu nhìn em đơm bóng nghe muốn lành con tim. Xuyên tình sang sợ nay đời em thiếu anh như sân ga vắng con tàu. Hay quá. Em có muốn nhắn nhủ gì với gia đình không, với cha mẹ không? Dạ muốn nhắn nhủ là nhắn nhủ sao nói đi. Con lên đây con cũng nhớ cha mẹ nhưng mà con chưa về được. Rồi con hứa với cha mẹ, em hứa với cha mẹ sao? Con hứa với cha mẹ hết bệnh thì con về báo hiếu cha mẹ. Dạ hả? Về em cố gắng lên ha. Dạ. Cố gắng lên nghe chưa? Dạ. Ừ, rồi. Rồi chúc mừng em. Dạ. Rồi, cố gắng lên. Dạ. Ừ. Rồi. Sao? Thấy cưng không? Chị ở đâu? Chị ở với Bình Đại. Bình Đại hả? Vô đây lâu chưa? Dạ, 2 năm. 2 năm rồi hả? Rồi. Vô cai rượu. Vô cai rượu? Ôi ôi, uống rượu được mấy lít mà phải cai? Lít. Lít, dữ vậy? Rồi, sao mà uống rượu nhiều vậy? Tại buồn. Buồn, buồn sao? Buồn gia đình. Buồn gia đình hả? Rồi uống rượu rồi nhiều quá hả? Xong rồi đưa vô đây để cai rượu.
Rồi vô đây được bao lâu rồi? Dạ 2 năm. 2 năm rồi hả? Mà chưa cái được à? Lâu vậy? Rồi, không biết chừng nào về. À, rồi khi nào chị là ở Bình Đại? Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? 32. À. Tên gì? Diễm. Diễm hả? Đầy đủ là gì? Dạ. Tên đầy đủ là gì? Tên Diễm. Nguyễn Thị Diễm. Nguyễn Thị Diễm. Dạ. À ha, có chồng con gì chưa? Dạ có, có đứa con 10 tuổi. Có đứa con 10 tuổi rồi. À, con hay vô thăm không? Dạ có. Dạ hả? Ờ. Dạ ha. Dạ thấy nhỏ này dễ thương hả? Con gái. Hả? Có đứa con gái còn đẹp trai. À, có đứa con gái giờ thích đứa trai ha. À, tội nghiệp chưa? À, thương nha. Nha. Cô đây là bệnh nhân của trung tâm. À. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Không nói được hả? Dạ. Ở đâu chị? Dạ cô ở thành phố Bến Tre này luôn. Dạ. Dạ. Ồ. Dễ thương nha. Đó, thương ở nhà. Mình đi, mình đi. Trời sắp mưa rồi cả nhà. Và trung tâm bảo trợ người tâm thần như họ thoải mái hơn với những cái người ở tại bệnh viện tâm thần Bến Tre. Đó, như thoải mái hơn, họ được ra ngoài cái khuôn viên này. Dũng nghe nói là những người nào nhẹ thì được ở đây, được thả ha, tức là được thoải mái tự do đi lại, nhưng mà những người nặng thì họ phải nhốt lại quý vị. Chào chị. Ở Hà Nội không? Hả? Ở Hà Nội hả? À không, ở Sài Gòn. Xe băng tay. Biết không? Lòng đường làng quê ta. Tên gì cô? Tên gì? Hả? Cô tên gì? Tên Dũng, tên Dũng. Chị ở đâu? Có Mỏ Cày Bắc. Mỏ Cày Bắc hả? À, là chị vô đây lâu chưa? 12 năm rồi. 12 năm? Gì lâu dữ vậy? Chị bị sao vô đây? Mất ngủ. Mất ngủ? Lại mất ngủ. Mất ngủ mấy hôm? Mất ngủ hoài luôn, họ không uống thuốc nào, bị mất ngủ kinh niên, không uống thuốc là ngủ không được. À, thành ra vô đây thì nó đỡ hơn. Vô đây uống thuốc thì ngủ cho dễ ha. Dễ. Dễ ha. Rồi. Tội nghiệp đó. Rồi. Anh chạy ra ngoài chút vô. À dạ, rồi ok. Rồi. Dạ, để chút nữa vô để gặp. Cái này là mình bưng đi đâu? Mình mấy người không đi ra được á hả? Dạ, dạ ha. À. Mì nữa sao? Mì nữa. Mắm nữa vô. Đi từ từ cho các anh quay phim ảnh. Trời ơi, cái xe này nó. Trời ơi, có vậy nè. Yêu đời dữ. Yêu đời đời nước. Hả? Yêu đời đời nước. Yêu đời yêu nước. Rồi, đúng rồi. Ba. Anh tên gì? Tên Hiếu. À, anh nay nhiêu tuổi anh Hiếu? Anh nay 39 tuổi. À, 39 tuổi là sinh năm mấy ta? 1983. 1983 rồi. Tại sao anh vô đây? Bị khùng. Khùng hay là mất ngủ? Mất ngủ. Ê, vô đây lâu chưa nè?
Vô mỗi 2 tháng rồi. Mỗi 2 tháng rồi. Dạ hả? Rồi vô đây giờ khỏe lại chưa? Khỏe rồi. Khỏe đấy ha. Bác sĩ gần cho về chứ nè. Gần cho về rồi. Dạ ha. Dạ. Rồi có nhắn nhủ gì với gia đình không? Dạ không. Sao vậy? Buồn quá. Buồn quá. Rồi giờ con gì chứ nè? Chưa vợ có con. Chưa, chưa có vợ mà có con. Dạ. Rồi. Rồi nãy làm gì mà thấy nhảy lắc nữa hả? Không chút. Ừ? Không chút. Ừ. Thôi cố gắng lên nha. Nghe rồi. Hả? Dạ. Trong giáo thứ là sao? Hả? Bập 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 bập. Tổ này nè, bập tổ. Rồi, mọi người được ra ăn cơm rồi. Dạ, ăn cơm rồi. Đến giờ ăn cơm. Đây, được ra ăn cơm đây. Sao? Ai? Mỹ. Rồi, chào anh. Rồi, mình ăn cơm ha. Mình đi ăn trưa. Trời ơi, chị có cái nón lá dễ thương quá. Hôm nay em vô em tặng chị cái nón lá khác, thấy kìa. Thấy thương không? Ngon không? Ngon không? Ngon không anh? Ngon không? Sao không ai cà rô cà ria gì chứ hả? Cháu qua đây cháu. Ngon không chú? Chú đó lại chết kìa. Ngon không? Ngon, ngon không anh Bình? Ngon. Ngon hả? Ngon. Ăn đi. Các mẹ ăn nhá. Lên nhá, qua đây ngồi nhá. Được. Kêu chỗ cô cha. Kêu chỗ cô cha. Như ở bên bệnh viện tâm thần là mình để trong kia nó dễ, đúng không? Bệnh viện tâm thần là để trong đó là mình đưa cơm ra là họ ăn trong đó, còn đây bây giờ đưa họ ra ngoài là đôi khi quản lý hết là đúng rồi. Đó bên đây nữa, bên kia nữa. Không được. Thuốc á hả? Không. Ở đây vô là em vô là cho ăn thôi. Chứ không cho thuốc không? Không được. Vô cho ăn thôi chứ không có cho thuốc được. Bác sĩ là. Đâu có được đâu. Đó. Đó kìa. Ngon không? Có một số người không làm chủ được hành vi của họ. Dạ. Mọi người. Hả? Cho thuốc hả? Không.
cho mì với cho ăn ăn vậy thôi chứ không cho thuốc. Cho thuốc bác sĩ la đâu có được đâu. Em đã thể hiện cho nó coi cho người ta muốn rồi. Hết mì hả? Món này hả? Rồi xin mời. Rồi anh ăn coi. Ngon anh, ngon không? Ngon ha. Trời nghe con miệng coi. Trời thấy thương nha nè. Quê đâu? Hả, quê ở thành phố anh. Thành phố là quận mấy? Ở quận Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ. Ở cái đầu quay sao các bạn? Đúng rồi. Quay thì sao? Ngay đầu. Ở khu cái đầu mà chỗ công viên Hoàng Thủ á. Biết luôn hả? Anh thôi cái chục thôi mà không biết rồi. Trời ơi. Ngay đầu thôi. Bữa nay chậu lên thôi nó khen mình ngủ được cưng. Ừ. Đi bữa đi dọc nó tàn đá mới đụng mới tự tài sập. Ở con chừng chừng mười mấy năm tàn. Dạ. Rồi. Bây giờ mình để nè xem mấy anh ăn bữa hỏi cảm nhận sao. Anh thấy bữa ăn hôm nay ngon không? Cũng ngon mà lạc. Hơi lạc hả? Hơi lạc ha. Lạc đường, lạc ngõ. Dễ ha. Dạ. Cái này để nào nói góp ý cho mấy chị nấu lại cho nó măng măng chút ha. À dễ hả? Cưng quay cưng không nghe. Dạ. Góc ở ngoài, miền ngoài à? Đúng rồi, em ở miền Trung. Miền Trung hả? Dạ. Thì anh nhiêu tuổi rồi? Nay em 42 rồi. Chú ngọ hả? À, tới mùi. Anh dạ. Anh nhiêu? Anh cứ nhỏ hơn anh tuổi. Nhỏ hơn anh tuổi, anh tới ngọ hả? Nhỏ hơn mùi. Dạ. Đó, tới năm sau thì 42. Ừ. Rồi chứ không tới giờ mới. Rồi sao anh vô đây? Anh bệnh chưa? Bệnh hả? Ừ. Anh vô đây lâu chưa? Mới cho hồi mới đẻ giờ. Mới đẻ giờ. Quay cha đất đỏ của anh mà. Vô trong này nè, vô trong cái trung tâm này nè. Ừ, bao lâu rồi? Mới đẻ ra. Đẻ ra là vô đây luôn. À. Thôi xào quá, anh nói như thiệt á. Không. Anh đẻ rồi, anh bệnh rồi 12 tuổi bệnh đó hả? Ừ. Rồi vậy hiểu ha. Ừ. Rồi, thôi anh ăn đi. Ăn đi, ăn đi đã. Rồi. Rồi. Ồ, ngon quá. Rồi. Hay là anh ăn nữa cho em nữa đi. Thôi, hai lần được không? Dạ. Ờ. Chúng ta lên cho nghe. Rồi, chúc anh ngon miệng nha. Rồi. Chúc mọi người ngon miệng. Rồi. Dạ, chúc mọi người ngon miệng. Dạ. Đấy, đây có em này trẻ nè, vừa trẻ vừa đẹp nữa. Chụp luôn, chụp hình luôn. Chụp hình về làm kỷ niệm này, em cười lên coi. Cười lên cho đẹp gái coi. Nguyên đó anh. Em ở đâu? Ở đâu? Ở đâu quên rồi đó hả? Rồi. Ở xã gì? Huyện gì? Hả? Đài hả? Trời ơi, chị đây thương quá nè. Tay chị sao hồi bị tật hả? Tật nhỏ lớn. Trời ơi. Đây nè. Để cho em chụp cái hình đi. Đưa tay lên, đừng chị đưa tay lên nữa. Chị tên gì ở đâu? Tên Hồng. Chị Hồng ở đâu ạ? À, chị Hồng? Ấp Năm Minh Đức. Ấp Năm gì? Ấp Năm Minh Đức. Mó Cài á. Mó Cài hả? Ở Mó Cài. Cài Bến Tre. Bến Tre. Chị vô đây lâu chưa? Dạ, mười mấy năm rồi. Mười mấy năm luôn hả? Dạ. Trời, dạ ha. Thôi chị ăn đi. Hả? Em ở chỗ này chỗ nào xuống anh? Hả? Em ở thành phố. Thành phố xuống. Em vô đây lâu chưa? Dạ, 3 năm rồi. Được 3 năm rồi. Dạ hả? Có nhớ nhà không? Nhớ. Nhớ hả? Có chồng con gì chưa? Chưa. Chưa hả? Em tên gì nè? Kiều Huynh. Hả? Kiều Huynh. Nói to lên. Kiều Huynh. Kiều Huynh. Dạ. Kiều Huynh. Dạ. À, tên đẹp quá ha. Tên đẹp người cũng đẹp. Thôi cố gắng lên ha. Cố gắng lên để về nhà ha. Có nhắn nhủ gì với cha mẹ không? Em ngủ được anh. Hả? Em nhắn nhủ được đâu anh. Ngủ được hả? Nhắn nhủ thôi được anh. Nhắn nhủ anh nói đi, là anh đang quay lại. Cha mẹ ở nhà xem á. Cha mẹ đâu có biết đâu. Biết chứ, em cứ nói đi. Em muốn em nói gì không? Nói đi, con nói đi. Ở nhà con coi sẽ biết. À. Con nhắn cho mẹ. Con nói cho nhắn anh sao, nó nhắn sao, nó to lên. Dạ, con nhắn cho mẹ con là ăn khá giả và mau. Dạ.
ra vào ngoại hay gia đình gì cũng phải đi đây nhà cho cái chuyện gì hết á. Ai hạnh phúc hơn rồi về nhà giống như về cho về hạnh phúc hơn á, vui rồi mình khỏe hơn mọi người để cái này cho rồi thôi cố lên em ha nha. Rồi cảm ơn em, cảm ơn nữa. Có lẽ thưa quý vị vào đây biết Dũng nữa hả hay vậy. Thưa quý vị, ở đây thì mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi giống người ta nói là một cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người vào đây đều có một cái lý do khác nhau. Có những người họ vào đây vì mất ngủ, vì bệnh tâm thần, rồi cái nguyên nhân thì nhiều. Có người thì họ lý do thì họ bị bệnh trầm cảm, bệnh tâm lý, rồi có người bị nghiện rượu, có người thì vấn đề ảnh hưởng vào ma túy. Tới suốt đời thấy một điều rằng á là bữa ăn có lẽ chưa có phù hợp với người thì những người đang ở đây họ vẫn còn bỏ lại cái phần ăn rất là nhiều. Về đây. Về cái phần ăn người ta còn bỏ lại nhiều á. Có lẽ chưa đi đâu. Dũng thấy là bữa ăn ở chỗ bệnh viện tâm thần á, nấu cơm á thì người ta ăn rất là hết và hầu như không ai bỏ sót, nhưng mà ở đây thì cái phần ăn họ có lẽ người ta còn bỏ dư rất là phí luôn, nhưng một tô vậy người ta để còn rất là nhiều. Sao vậy, sao chú ăn không có hết vậy? Chú cho anh hỏi này, vậy là nó không hợp khẩu vị hay sao, mành hả, mành nhạt hay sao? Vậy chú muốn ăn gì nè? Muốn ăn gì cơm không? Hỏi xem. Có người trả lời được người không?
Anh ơi, anh ơi, em hỏi nè. Anh thấy bữa cơm mà bữa trưa ngày hôm nay anh nuôi nó nuôi vậy anh thấy làm sao? Ăn rất ngon. Rất ngon. Anh ăn có hết tô không? Hết. Hết hả? Nhưng mà em thấy là một số người bạn của anh ngồi gần anh ăn không có hết. Là anh có biết vì sao không? Đây nè. Tại ăn nổi. Tại ăn nổi ngán hả? Đây nè, thấy không? Thấy người ta ăn còn bỏ quá trời nè. Đúng hả? Cô Tám ơi. À, theo cái qua cả thấy cái quan sát của con á, con thấy là người ta ăn người ta còn bỏ lại rất là nhiều. Nhiều lắm, nhiều lắm. Đây, cho nên là đây là cái để mình rút kinh nghiệm khi mà mình đó, em muốn hỗ trợ tiền cho người ta ăn thì người ta phải hết. Nãy giờ bỏ rất là nhiều luôn. Thì cái này mình phải xem lại kia, một đó là xem là cái sở thích người ta muốn ăn cái gì. Đúng không? À, xem người ta muốn ăn cái gì. Hai nữa là hoặc là lý do là người ta muốn ăn nhưng mà đôi khi là vì lý do là đó có người không ăn luôn là lý do. Ủa, cái này chưa ấy mà bưng để lên đi. À, cái này chưa ăn mà ba cái tô này chưa ăn mà người ta cái này chưa ăn bưng trở lên đi nè. Cái này ăn rồi. Cái này ăn rồi, cái này chưa này. Đây là mấy cái này là chưa nè, cái này là chưa nè. Cái này mình xem à, muốn xem là em hỏi tại sao biết được mình nhắn nhà cho mình nhắn nhà à, tại vì anh quay đưa lên tivi á, ở nhà xem tivi nhắn nhà thấy à. Cái anh nhiều nha. Ừ rồi. Đúng được, bỏ quá trời luôn. Cái này phải xem là cái có thứ là có nấu mặn nhạt hoặc là sao đó. Có những người dùng thấy họ ăn rất là ngon, ăn hết luôn quý vị. Ăn ngon là ăn hết, ăn xem cả bánh mì nữa. Nhưng mà cũng nhiều người họ ăn vẫn không có thấy cái phần của mình. Bữa cơm nấu vậy thì hết bữa hôm nay cô nấu vậy là hết bao nhiêu tiền cô Tám? 2.9 triệu. 2.9 triệu. Nó cũng gần tương đương với bên kia rồi. Đúng rồi. Nó cũng gần tương đương với bữa cơm bên rồi, bên đó phải không? Sao mình không bỏ cho mình nấu cơm đi? Ở đây nó yêu cầu. Nghĩa là ăn cơm mà nó cũng hơi bị ngán. Tức là xoay ở đây là giống như theo cái thực đơn. Thực đơn là mình phải xoay vòng như vậy phải không? Dạ dạ. Đó là nó nói là ăn cơm nhiều khi dạo không ngon hay gì đó, nó ít lắm. Cho nên nó nói cô Tám thôi bây giờ cô Tám hỗ trợ cho bột sò như mình nấu cao cấp một chút. Dạ. Nấu thịt nhiều một chút. Đó, bỏ rất là nhiều. Thì cái này mình phải nghiên cứu để là mình khi mà mình giúp cho họ ăn á là họ phải cố gắng làm sao họ ăn cho hết để mình cảm thấy nó cái tiền của mình hỗ trợ nó đừng có bị phung phí. Đúng vậy rồi. Đó dạ dạ. Da heo với huyết không là 500 mấy chục ngàn rồi. Dạ. Yeah. Bánh mì 300 mấy nữa là da heo với huyết đó là ở 1 triệu rồi. Dạ. Yeah. 1 triệu với lại hôm qua cô đi chợ là 2 triệu luôn. 2 triệu mấy nữa có ghi ở trong đó cô. Dạ. Là rồi cô coi như là 3 triệu. Dạ. Yeah. Thành ra mình chỉ nước uống. Nước uống đó thì bữa nay chỉ cho uống trà đá đường thôi. Yeah. Tại vì á mình nhờ bên đây nó hỗ trợ cho mình á là cái bếp để mình nấu đậu nành thì nó là không có. Giống như bên bệnh viện. Nó nói là bây giờ có thể cô nấu ở nhà được không? Nó không, nấu ở nhà không được. Yeah. Cô nấu ở nhà mới được.